Xin hân hoan chào đón các em học sinh đến với giờ học môn âm nhạc lớp 6 của tuần này. Trong giờ học hôm nay, chúng ta sẽ học tiết 25 và 26 ôn tập kiểm tra. Phần ôn tập chúng ta sẽ được ôn tập những bài hát, những bài tập độc nhạc và những nội dung về nhạc lý mà chúng ta đã vừa học qua. Chúng ta sẽ ôn nội dung thứ nhất, đó là ôn bài hát. Bài hát đầu tiên chúng ta được ôn đó là bài Niềm Vui Của Em do nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng sáng tác. Trước hết xin các em lắng nghe lại giai điệu của bài một lần. Khi ông mặt trời thơm dày, mẹ lên rẫy, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Làm xuân lòng lắm mẹ thắm trên vai, đồ hoa xinh tươi mùa hè mỗi cười đưa em vào. Bây giờ thầy sẽ bắt giọng và bắt nhịp để các em cùng hát lại bài này theo tiếng đàn. Khi ông mặt trời thức dậy, hai mô. Bây giờ chúng ta sẽ được ôn bài hát thứ hai, đó là bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, lời thơ Viễn Phương. Trước hết, xin mời các em nghe lại giai điệu của bài một lần. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn em đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dù
Bây giờ thầy sẽ bắt nhịp và bắt giọng. Các em hát lại bài ngày đầu tiên đi học theo tiếng đàn. Ngày đầu tiên đi học, 1, 2. Chúng ta sẽ sang nội dung ôn tập thứ hai, đó là ôn tập tập đọc nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập đọc nhạc số 6, Trời đã sáng rồi, một bài dân ca của nước Pháp. Trước khi chúng ta cùng đọc, mời các em nghe lại giai điệu của bài một lần. Bây giờ mời các em sẽ cùng đọc nhạc theo tiếng đàn. Sau khi chúng ta đọc nhạc xong, mời các em quay lại để ghép lời ca vào. Do, re, mi, do, 1, 2. Do, re, mi, do, do, re, mi, do, mi, fa, son, mi, fa, son, son, la, son, fa. Bây giờ mời các em đến với bài ôn tập đọc nhạc số 7, Chơi đu của nhạc sĩ Mộng Lân. Tương tự như bài tập đọc nhạc số 6, bây giờ xin mời các em sẽ nghe lại giai điệu của bài tập đọc nhạc số 7. Son, 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 mi, đô, la, son, son. Bây giờ xin mời các em sẽ cùng đọc nhạc theo tiếng đàn và sau đó ghép lời ca vào. Son, 2, 3.
son 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 mi đô la son son mi la son 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 mi re mi đô mi son la đô la son đô re mi son mi Bây giờ xin mời các em đến với phần ôn tập nhạc lý. Trong phần nhạc lý, chúng ta đã học về nhịp 2-4 và nhịp 3-4. Thì chúng ta sẽ xem lại phần định nghĩa thế nào là nhịp 2-4, thế nào là nhịp 3-4. Sau đó chúng ta sẽ so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của hai loại nhịp này. Về phần nhịp 2-4, nhịp 2-4 là loại nhịp mà trong một ô nhịp sẽ có hai phách, mỗi phách có giá trị bằng một hình nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ. Nhịp 3-4 là loại nhịp mà trong mỗi ô nhịp nó sẽ có 3 phách, mỗi phách có giá trị bằng một hình nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 và phách 3 đều là phách nhẹ. Điểm giống nhau giữa nhịp 2-4 và 3-4 là giá trị mỗi phách đều là một hình nốt đen và đều có một phách mạnh. Điểm khác nhau giữa hai loại nhịp này, ở phần nhịp 2-4 chỉ có 2 phách trong một ô nhịp, còn nhịp 3-4 có 3 phách trong một ô nhịp. Ở nhịp 2-4 chỉ có một phách nhẹ trong một ô nhịp, còn nhịp 3-4 thì nó có 2 phách nhẹ trong một ô nhịp. Tính chất của nhịp 2-4 thường vui tươi sôi nổi, mang tính chất hành khúc nhịp đi, còn nhịp 3-4 thì nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển, đều đặn. Sau đây, thầy sẽ gửi đến các em một số câu hỏi và bài tập để kiểm tra những kiến thức mà các em nắm được sau những tiết học âm nhạc của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Mozart lại được gọi là thần đồng âm nhạc? Câu hỏi thứ hai, em hãy nêu ngày tháng năm sinh và quê quán của nhạc sĩ Phong Nhã. Câu hỏi thứ ba, em hãy kể tên những bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã mà em biết. Nhạc sĩ Phong Nhã đã được nhà nước trao tặng giải thưởng gì? Câu hỏi kế tiếp thuộc dạng trắc nghiệm. Các em sẽ chọn đáp án đúng nhất về năm sinh và mất của nhạc sĩ Mozart. A. Sinh 1755, mất 1790. B. Sinh năm 1756, mất năm 1791. C. Sinh năm 1779, mất năm 1792. Câu hỏi cuối cùng cũng thuộc dạng trắc nghiệm. Các em hãy chọn đáp án đúng về năm sáng tác bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng. Phương án A, cuối năm 1943. Phương án B, cuối năm 1944. Phương án C, cuối năm 1945. Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là hết.
Chúc các em ghi nhận được nhiều kiến thức cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.